Dạ chào cô chú anh chị, thì giới thiệu cô chú anh chị đây là chú Hiền, là ba chồng trước của My. Thì hôm qua đó thì con có lên đây con xin chú là để che cái mái che cho My á, cũng được chú đồng ý, thì đó là con cũng rất là mừng. Khi con về thì được một cái anh ở bên Mỹ cũng nhờ con là lên đây á, là để làm ốp lát gạch luôn cho bạn Trà. Vậy ý chú như thế nào chú? Thì coi như mấy em nếu có cái tấm lòng để cho bên ngoài, coi như là anh không có gì hơn bằng cái thành thật gia đình, thay mặt gia đình mà cảm ơn mạnh thường quân để cho cái thằng em nó được sạch sẽ và đẹp đẽ. Thì đó, anh không có gì hơn bằng mang ơn, không biết nói gì hơn, chỉ là có mấy lời nói cho nó vui vậy thôi, chứ sự thật là không biết. À, với lại có một câu hỏi của anh Vũ nữa là hỏi chú là có định ngày nào làm hay là làm hôm nay hoặc là như thế nào chú? Coi như là ngày nào làm cũng được, bữa nay làm cũng được, mai làm cũng được, bởi vì ở đây chú không cử kiêng gì, chú bên coi như đạo chú đi làm từ thiện tùm lum, nhân chú không cử gì hết, nói chung là làm được cứ làm chứ không phải làm mà chết, coi như là chú không có sợ cái đó. Ở đây là chú tất chấp nhận hoàn hết, mấy em làm được cái gì thì chú mang ơn cái nấy, chứ bây giờ chú không biết nói làm sao. Thì coi như chú thì bệnh hoạn, bệnh tim mà, chú ra tiếp giúp được cái gì tiếp giúp thôi, chứ chú không biết nói làm sao. Dạ, với lại cũng xin thưa cô chú anh chị, với lại là anh Vũ thì chỗ Nghĩa thì cũng không phải là người ở địa phương này, cho nên là mình cũng không biết cái điểm vật tư đó như thế nào, cho nên là cũng con ý đó, con là con muốn nhờ chú mua luôn, có nghĩa là anh Vũ cho em là trao luôn số tiền cho chú, rồi chú sẽ đi mua vật tư, chú mua gạch, chú mua gì chú mua, thì trong đây anh Vũ gửi cho con là bằng tiền Việt Nam là 7 triệu. À, gửi cho chú để chú ốp lát gạch gì cho bạn Trà đó, thì cái này con giao lại cho chú là chú sẽ làm, nhưng mà con cũng lên con phụ chú, nhưng mà con không có đóng gạch vô đâu, con ghim gạch vô tiếp chú thôi. À, cho gì chân được em ơi, em hứa với anh hôm qua là em hứa đàng hoàng nha, em hứa là em lót với anh nha, mình ơn anh làm không nổi nha, mà em chơi 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 mình ơn anh là làm không nổi đâu, em phải làm mới được, em cũng úp úp đồ gõ gõ đồ với anh chứ, Dạ thì nói chung là coi như hai anh em mình làm đó làm nói chung sao không đây biết. thì anh em tụi con ở đây cũng có những cái kênh YouTube là Nghĩa Phước TV, Quang Thủ TV, còn kênh em là kênh gì? À, Thánh Cờ Miền Tây, thì cũng với tụi con á thì cũng lên phụ ba bốn kênh về phụ luôn, không phải là bỏ mình chú làm. Bỏ mình anh chú là chú khóc luôn đó, khóc thiệt luôn đó. Ủa, vậy là mình không không cần phải coi ngày luôn hả chú? Không, ở đây chú làm chú không có coi ngày gì hết, bởi vì nói chung á làm cái gì sạch sẽ đẹp đẽ chứ đâu phải mình làm hại người ta đâu, mà phải đi coi, mà coi là cái gì thầy bóng cái gì mà coi, ở nhà tự coi tự làm luôn, không có đi coi gì chân á. Như vậy, như vậy là chú định là ngày hôm nay mình đi mua vật tư để sáng mai nó chuyển vô sớm hay sao chú? Không có, bao giờ đi qua mua nó chuyển qua luôn. À, chuyển qua luôn. À, rồi bắt đầu ngày mai mình làm, Ngày mai sáng là mấy em đi đến đây mần dạ. rồi á, ngày mai đó mấy em đến đây cơm nước là anh lo cho mấy em ăn luôn, đừng có gì, đừng có ngại gì hết. Nó nó Dạ đây có tụi con phụ à. Nói chung chú còn hủ muối vậy á. Dạ thì sao cũng được, có gì dùng nấy chú à, ơi. gì được vậy mày có đứng Còn sống với tao được. bây giờ thì con xin trao lại số tiền của anh Vũ. Anh Vũ em xin trao cho số tiền lại cho chú để chú mua, chứ thật ra thì em cũng không biết mấy tiệm vật tư đây. Nói chung là mình trả tới được mình cũng không biết sao. Chú Rồi. đếm lại giúp con 7 triệu. Mười bốn tấm đó. Dạ. Chú có lời gì muốn nói với anh Vũ với cô Ba Thiết ở Tây Ninh không à? Thì bây giờ coi như em không biết là sao, thì thôi bây giờ em xin thay mặt gia đình thành thật cảm ơn anh chị, thì lo được cho cái mã thằng con tôi của em á thì em mừng lắm, còn em gia đình em nghèo lắm không có khả năng, cái nhà hiện giờ em ngồi đó là nhà nước cắt cho, em không được khả năng cắt cái nhà như gì, thì nói chung em cũng có công với nhà nước, rồi nhà nước cho chứ không phải là đương không mà cho, thì em không có gì hơn thì thôi thành thật cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ cái này là của riêng của anh Vũ, anh Vũ ở bên Mỹ. À, còn cô Ba ý con nói là cô Ba quan tâm đến cái rồi rồi gì, nói rồi cô Ba sẽ nói là nếu thiếu. mà chương trình chú làm có thiếu thì cái số điện thoại đó thì Nói chung làm thì cũng phải tận tiện làm chứ không phải là thấy tiền mà làm ào ào, không phải vậy. Thì cái này là tiền, này tiền của anh Vũ hả?
Dạ của anh Vũ này mới 37 tuổi nè. À vậy là chắc vậy là em anh rồi. Dạ dạ. À. Nhưng mà ở bên nước Mỹ xa xôi. Dạ. Nói chung á thì anh cũng cảm ơn bạn Vũ nhiều lắm. À, lo được cái mã dán gạch cho thằng con của anh á thì anh không có gì hơn, vợ chồng anh thành thật cảm ơn. Rồi à, bên Mỹ thì nói chung á anh bên bệnh 6 đứa bệnh á mà nó không có giúp đỡ gì anh chân á. 6 đứa em hiện giờ bên Mỹ á mà không có đứa nào giúp đỡ gì anh chị chân á. À, thôi kệ. Bên bệnh nó cũng mần, mình bên đây cũng mần ăn chứ không có đợi gì mà nó giúp đỡ. À, còn cái vấn đề mình làm đó là con cũng mong chú một điều là trong mình làm là cũng phải giống giống cái mộ của My luôn. Thì lắp gạch vô chứ có làm gì đâu. Thì cũng giống giống gạch. Chứ đâu có cắt được. Dạ. Ừ, không có cắt gì đấy. Là chú ra chú coi cái mẫu rồi chú mua gạch giống vậy giúp con luôn. Có lấy rồi kìa. À. Có lấy nãy đó. À, tại vì thưa cô chú anh chị thì ở trên những video Nghĩa đưa lên á thì cô chú anh chị nói là à, giúp được cái mái che đã tốt rồi. Cũng có những cô chú anh chị nói là tại sao không che hết hai cái mộ mà tại cũng có hay là ngày hôm qua cái vấn đề của mình là che hết. Chị hết hai mộ rồi cũng có cô chú anh chị nói là tại sao mình làm một cái mình chuyển cái tội nghiệp cho chồng là tội nghiệp cho bạn trà cho nên là từ chỗ đó thì bà con mình mới gửi cho chú tiền để chú làm thì cũng nói... mong rằng là hai cái nó giống nhau kiểu như là vợ chồng với đồng hành giống nhau vậy đó. Thì nói chung chú không có, bây giờ chú không biết lời lẽ nào để nói cho, bây giờ chú đang cầm cái tiền sanh tiền tử này mà anh Vũ gửi cho để làm mã cho Nguyễn Tấn Trà thì như vậy thì anh chỉ có nói bao nhiêu thôi, anh cảm ơn anh Vũ rất nhiều rất nhiều. Chứ anh không biết nói gì, sự thật là anh không biết nói gì. Anh chỉ có biết gì đâu. Đi làm lộ, bắt cầu, đi cất nhà, từ thiện. Là tùm lum dân anh đi hoài ngày này qua tháng kia. Đang cho anh sống thôi. Bởi vì cái bệnh tim của anh không biết chết giờ nào. Nhưng năm nay anh làm là trên 30 năm làm từ thiện rồi. À, thay ma chết đầu Cần Thơ với Cần Thơ là toàn là anh vớt không. Anh vớt giùm không. Rồi xác chết trên bờ cũng vậy, ở đâu cũng vậy, như mới ngày hôm qua hôm kia đó anh cũng làm hoàn toàn thằng chết ở dưới đó. Nói chung là mình làm từ thiện được cái gì mình cứ làm để cho dân chúng mình đã thấy rằng biết ăn năn hối cải lại những người hung dữ, những người đi ra sầm xì hung dữ quá. Mình làm như vậy đó đặng cho người ta học hỏi theo mình, tuy người ta không làm từ thiện được nhưng mà người ta có lương tâm, người ta học hỏi, người ta không là không hung dữ nữa. Thì coi như dân của mình ôn hòa được là rất to tốt và vui. Nhưng có gì? Dạ. Thì cũng có những cái video con đăng tải lên thì cô chú cũng biết là chú công việc của chú là làm từ thiện, là đặc biệt có một điều là chú là người vớt xác ở cầu Cần Thơ. Nhưng mà cũng có những có lẽ là cũng những cô chú đã chưa từng xem video đó, một lần nữa Nghĩa xin giới thiệu đây là chú Hiền, người đã vớt xác ở cầu Cần Thơ và chú làm từ thiện rất là nhiều. Nhưng mà chú cũng chưa giới thiệu con chứ chú chưa chỉ con bà ba bán xăng ngoài nha. Tại vì chú hôm đó chú nói là chú hay mua thiếu và xăng của bả chú đi làm từ thiện. Cái quán mình ngồi đó. À cái quán đó là mua chiên mông mua chịu của bả là mua để đi làm từ thiện không đó. Dạ. Yeah. Mấy ngày hôm qua hôm kia ta đi mua hai lít xăng của bả nữa đó, ta đi xuống đi chôn thằng đó đó. Yeah. Rồi trả rồi sáng rồi. Con biết lần bữa nào con gửi lại ngất tiền xăng cho bà ba đó là chú ra chú cứ lấy chú làm. Thôi, mắc lắm. Yeah. Bà bán mắc lắm. Để có tiền cái đi chạy xuống dưới cây với mình trăm có nhiêu 120.000 là đầy tràn bình rồi. Mà qua ra ngoài là 170-180 mới đầy bình. Bán tới giá tỷ dưới 30.000 và bán 37-38.000. Thì bởi vậy mình dành dụm mình xuống dưới cái tiền đó không phải xuống sao. Thay vì 30.000 mà dư 30.000 đó mày làm gì? Mày làm được chuyện khác. Chứ còn nếu cái chuyện mà nói em gửi cho anh ăn uống thì xin thưa nói thiệt là anh không có màng cái vụ đó. Không có ăn uống. Tiền không phải gì đâu. Chú cầm một lần 200-300 triệu của Mạnh Thường Quân đang đưa làm công chuyện đó. Không xê chịch, chú không làm xê chịch tới một xu bởi vì người ta tin tưởng lắm, chú lắm, không bao giờ bậy. Xác chết vớt, ta cho là 5-7 triệu, 9-10 triệu, nhưng không nhận, kêu người ta đi mua gạo đem vô bệnh viện cho giùm tôi đi. Rồi là ghi tên của anh, đừng ghi tên tôi, đó là coi như là chuyên môn là vớt xác người ta cho 7-8-9-10 triệu, mới kêu người ta mua gạo đem lại bệnh viện cho, nấu cơm cho những người bệnh tàn. Nó là gì, chuyên môn hồi đó giờ vậy đó, chứ không bao giờ thò tay mà cầm tiền không có. Rồi, dạ thôi thì con cũng cảm ơn chú đã có buổi chia sẻ ngày hôm nay và rồi. Cũng mong là chú cháu mình sẽ tiến hành sớm để hoàn thành. Rồi. Con còn về Bình Dương nữa. Rồi. Ở tới ngoài Bình Dương nữa hả? Dạ. Gần quá ha. Rồi, chúc chú buổi chiều vui vẻ nha. Rồi, rồi. Đi mua đi. Rồi, giờ đi mua. Dạ. Chạy đi cái tẹt qua bánh mua cái. Chú biết hình như còn ở đây. Còn à.
nhà nước cho các một cái nhà. Dạ. Thì hôm nay Nghĩa cũng xin phép chú Hiền được quay nhà chú cho cô chú anh chị xem, tại vì cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi là nhà của ba chồng trước của bạn My là như thế nào, thì hôm nay Nghĩa sẽ gửi cô chú anh chị đây luôn. Ở đây là bà nội hả chú hả? Bà nội. Dạ. Bà nội nằm chỗ. Dạ. Té rồi bắt đầu đi không được, nghỉ chân. Nằm chỗ, ngồi chỗ à. Con tắt vô tiếng cái được không nội? Tắt. Năm nay nội nhiêu tuổi rồi nội? 77. Ồ, 77. Mà hàng ngày là chú đang nấu cơm rồi cũng sẵn cho nội ha chú. Nội có đi lại được không nội? Tao đi không có được. Ngồi chỗ nha. Ngồi nằm. Dạ. Hôm trước thì lên trên chỗ đám thì chú Hiền có nói là về thông qua với nội là cái việc cho My có chỗ an nghỉ đó. Thì con cũng thay mặt bà con cảm ơn bà nội rất là nhiều. Nếu mà cô chú anh chị biết được điều đó là hôm nay là giới thiệu cô chú anh chị, đây là bà nội của bạn Trà, là bà nội chồng của My. My là cháu, dạ. Cháu dâu. Con nghe cô Thắm là mẹ của My nói là trên đây bà nội thương My lắm. Nói chung nhà này ai cũng thương cháu. Thương mà nó hồi chồng nó chết bây giờ nội nữa còn lên trên nội múc mua với nội tụi nó có lên đâu là nói lên đây mà không lên nhắc với má nó ở nội nhắc cười chơi nè. Rồi bà nội có chồng không? Nó không lên rồi nội có chồng không? Chồng không, chồng luôn, chồng luôn, bà nhắc hoài luôn. Chồng nó lên vui bà vẻ thương rồi lắm, bà thương lắm. Yeah. Bà cháu nói chuyện đồ vui vẻ rồi tụi chồng nó không lên. Chiều giờ bà nội ăn cơm gì chưa? Chưa đâu giờ. Chưa ăn cơm đâu. Con lì xì cho bà nội ít tiền ăn bánh nha. Con lì xì cho nội. Cảm ơn nha con. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Thì con cũng mến chú Hiền. Trời ơi, là... tôi muốn ăn gì kêu nó đi mua. Dạ. Ăn cái gì nó đi mua. À, nó thiệt em mua ha, nhiều khi ăn lời quá. 10.000 vậy quốc 20.000, dạ. Lấy 10.000 uống cà phê. Ủa bà nội hình như là giờ được cái hưởng tiền người ta có. Chưa, chỉ hưởng tiền bị đó thôi à, là được 500.000. 500.000 tháng ha. Ừ. 80 mới cao được cao tuổi. Là tiền này là cho 500.000 tháng. Dạ. Mới có 77 mà. Hình như được 80 tháng được 270 cái gì á, tiền người cao tuổi. Ừ. Ồ, chết rồi chết mẹ cho rồi nó khỏe con ơi, thiệt sống mà ngồi một chỗ làm một chỗ làm cái gì. Dạ thôi thì con cũng vô con hỏi thăm bà nội chút gì đó, chúc bà nội luôn vui khỏe vui vẻ với con cháu nghe. Mời mấy mẹ ở nhà làm gì làm nha. Dạ. Con chào nội đi nha. Cảm ơn mấy con nha. Dạ dạ.